Bé trai bị chó đuổi cắn, phải khâu 5 mũi vì mặc bộ quần áo khủng long. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, thông tin về việc một bé trai mặc quần áo hình dáng khủng long rồi bị chó cắn phải khâu 5 mũi khiến dư luận xôn xao. Hiện nay rất nhiều bố mẹ cho con bộ đồ các hình con vật khác nhau nhìn rất đáng yêu, nhưng với động vật thì nó có thể là một thứ gì đó đáng sợ. Bé này mặc đồ khủng long bạo chúa đi chơi và bị chó đuổi cắn, rất may là chỉ bị hai vết ở tay. Mọi người lưu ý khi cho con mặc những bộ đồ như này và phải thật để mắt đến trẻ nhỏ 24/24 tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Mấy con chó nó ghét khủng long lắm, thông tin từ một fanpage cho biết. Theo đó, cháu bé đang chơi cùng đám bạn khoảng 5-6 người tại một nhà dân thì bất ngờ bị con chó đã quen với bé từ lâu đuổi cắn bị thương. Hậu quả cháu bé phải khâu 5 mũi. Qua tìm hiểu được biết, sự việc trên xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 12 tháng 1 tại tổ 2, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. Trao đổi với phóng viên, liên quan đến vụ việc trên, chị Minh Minh, một người dân kinh doanh đối diện nơi xảy ra vụ việc cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc vào gần giờ trưa nên ít người qua lại. Lúc đó cháu bé đi đá bóng về rồi mặc quần áo khủng long qua chơi với nhóm bạn gồm 5-6 người ở phía đối diện cửa hàng nhà tôi. Một lát sau thì thấy các cháu gọi, kêu lên rằng có bé bị chó cắn. Tôi vội vàng chạy qua thì thấy cháu mặc đồ khủng long bị con chó tan nặng khoảng 10kg đuổi cắn. Hai tay dính đầy máu. Chị Minh Minh chia sẻ. Theo chị Minh Minh, có thể do cháu bé mặc đồ khủng long khiến con chó lạ mắt nên đã tấn công. Các cháu đã chơi quen với con chó đó từ lâu rồi. Mọi ngày vẫn chơi không bị sao hết, hôm đó cháu bé bị cắn mặc đồ khủng long thì bị cắn vào tay, các cháu khác không bị gì cả, chị Minh Minh nói. Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Minh Minh đã đưa cháu đến phòng khám cạnh nhà để băng bó vết thương và gọi điện cho mẹ cháu bé trở về nhà. Cháu phải khâu 5 mũi, cũng may con chó cắn kia mới được tiêm phòng. Mẹ cháu nhận được tin thì cũng về nhà luôn, tôi nhìn cháu bị cắn khóc vừa thương vừa buồn cười vì mặc bộ đồ khủng long đáng yêu, cũng may cháu không bị thương nặng, chị Minh Minh tâm sự. Không ít người đã tỏ ra lo lắng vì bộ quần bộ khủng long giống như em bé mặc trong câu chuyện hiện đang rất hot, được cả người lớn lẫn trẻ con yêu thích và nhiều người đã sắm cho con một bộ để mặc. Nhưng nếu mặc mà nguy hiểm như thế này thì họ phân vân không biết có nên cho con mặc nữa hay không, hoặc có thể chỉ mặc ở trong nhà mà thôi. Tuy nhiên, cũng nhiều bậc phụ huynh khác thì tỏ ra bênh vực bộ đồ. Họ dự đoán có lẽ cậu bé trong câu chuyện này có trêu đùa chó nên mới bị cắn chứ con của họ mặc vẫn bình thường. Không có vấn đề gì xảy ra. Đồng thời, cư dân mạng cũng nhắc nhở những gia đình nuôi chó cần phải dọ mõm cho chó đầy đủ khi ra ngoài đường để tránh gây nguy hiểm cho người khác, đặc biệt là trẻ nhỏ.